Từ chiều qua mùng 9 tháng 9 tại thành phố Hà Nội, nước sông Bùi đoạn qua huyện Chương Mỹ lên báo động 3 và chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến người dân vội sơ tán tài sản, đắp đập, ngăn nước. Chiều mùng 9 tháng 9, nước từ sông Bùi tràn vào cánh đồng gần đê Bùi 2, với mực nước tại trạm Yên Duyệt đạt 6,98m, gần mức báo động 3. Trước đó, từ ngày 23 tháng 7, mưa lớn và lũ từ Lương Sơn đã làm lũ sông Bùi vượt báo động 3 khoảng 40cm, gây ngập sâu từ 0,5 cho tới 2m tại Chương Mỹ và Quốc Oai, buộc 2.500 người phải sơ tán. Đến ngày mùng 4 tháng 8, khi nước rút thì các hộ dân đã bắt đầu trở về nhà. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ cho biết 3 thôn bị ảnh hưởng và ngập đến 272 hộ với 1.100 nhân khẩu và nhiều tuyến giao thông bị ngập. Từ sáng ngày 8 tháng 9, nước sông Bùi đã bắt đầu tràn vào đường chính làng Bùi Xá thuộc thị trấn Xuân Mai, phải huy động dân quân hỗ trợ 120 hộ dân di chuyển đồ đạc. Tại huyện Quốc Oai, nước tràn vào hai bên cánh đồng và làm ngập đường tỉnh 412B 60cm, chỉ cho phép ô tô gầm cao lưu thông. Ủy ban Nhân dân huyện đã chuẩn bị các phương tiện cứu trợ và hộ đê. Các cơ quan chức năng đang tích cực làm việc để đảm bảo an toàn cho người dân và phục hồi các dịch vụ thiết yếu. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn có thể tiếp tục trong những ngày tới và người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin cập nhật và thực hiện các biện pháp phòng chống lũ lụt. Sau mưa lớn, bão Yagi kết hợp cùng với lũ thượng nguồn đổ về, tỉnh lộ 421B đoạn qua xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội bị ngập sâu gây khó khăn khi di chuyển. Các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Người điều khiển ô tô, xe máy đi qua tỉnh lộ 421B phải tăng ga phóng qua đoạn ngập. Do ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua, mực nước sông Tích tại huyện Quốc Oai đã dâng cao lên trên báo động lũ cấp 3. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 9 tháng 9, tỉnh lộ 421B đoạn qua xã Cấn Hữu vẫn bị ngập sâu khoảng 40cm. Các phương tiện ô tô nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, theo ghi nhận, thì nhiều xe đã bị chết máy khi cố vượt qua dòng nước. Hiện nước lũ dâng cao, cô lập xóm dưới nên người dân thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu không thể dẫn nước sạch về để phục vụ sinh hoạt. Theo người dân tại đây cho biết, thực tế nước bắt đầu dâng cao từ ngày 7 tháng 9, thời điểm bão số 3 hoành hành ở nhiều tỉnh thành miền Bắc. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao lục địa tăng cường, từ đêm 9 tháng 9 đến sáng 11 tháng 9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mực nước sông Bùi, sông Tích tiếp tục lên, do đó xóm Bến Vôi khả năng tiếp tục bị ngập sâu. Đêm 9 tháng 9, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ, Bộ Quốc phòng khảo sát, đánh giá, lên phương án lắp cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập. Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, Lữ đoàn Công binh vượt sông 249 Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng đến xã Hương Nội, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đưa trang thiết bị tới để triển khai kế hoạch bắc cầu phao qua sông phục vụ người dân di chuyển thay cho cầu Phong Châu mới bị sập. Hiện nay, hai cầu Trung Hà, Tứ Mỹ đang được cơ quan chức năng đóng cửa sửa chữa. Chỉ huy Lữ đoàn Công binh vượt sông 249 cho biết, việc lắp đặt cầu phao không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn giúp kết nối lại tuyến giao thông huyết mạch. Các lãnh đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cũng trực tiếp đi tiền trạm, kiểm tra thực địa để đánh giá các điều kiện phục vụ và hoạt động lắp đặt cầu phao. Theo một lãnh đạo ban, trước mắt các thiết bị sẽ được tập kết tại khu 5, Hương Nộn, huyện Tam Nông, sau đó thì căn cứ vào các điều kiện thích hợp mới quyết định khi nào lắp đặt cầu phao. Trước đó, từ đêm 9 tháng 9, lực lượng điện lực Tam Nông đã lắp đặt thêm đèn đi lại đường điện để phục vụ công tác lắp cầu phao. Ông Đỗ Văn Trương, giám đốc điện lực huyện Tam Nông cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Nông về việc cung cấp điện cho khu vực dự kiến lắp cầu phao, ngay trong đêm 9 tháng 9, đơn vị đã huy động 20 cán bộ nhân viên đến hiện trường. Đến 23 giờ 30 phút, công tác lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho khu vực dự kiến lắp cầu phao hoàn thành. Sau bão số 3, nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc có mưa lớn, nước dâng cao gây ngập lụt nghiêm trọng. Yên Bái, Thái Nguyên và một số tỉnh khác đang chịu tình trạng chung là ngập lụt. Nhiều người gửi thông báo cầu cứu tới lực lượng cứu hộ, mong thoát khỏi vùng nước ngập. Những người thân ở xa cũng liên tục gửi, đăng tải thông tin về người nhà của mình ở vùng ngập, mong được cứu trợ sớm nhất. Ở thành phố Thái Nguyên, tình trạng ngập cao, nhiều hộ gia đình bị kẹt cứng, không thể di chuyển, mất điện, mất nước, hết pin điện thoại, khiến nhiều người không thể liên lạc ra bên ngoài. Tại thành phố Yên Bái, tình trạng ngập dâng cao, những người thân ở xa vô cùng lo lắng, mong người nhà ở vùng ngập nhanh chóng di rời, cùng với bà con chống lụt, nhiều người ở các vùng lân cận cũng chung sức đồng lòng. Người gửi nhu cầu yếu phẩm, người tài trợ xe không đồng, lên vùng ngập cứu trợ, người cho ở nhờ.
Sau trận mưa lớn đêm ngày 9 tháng 9, nhiều khu vực thuộc thành phố Nam Định, Hà Nội cũng ngập nặng. Các phương tiện khó di chuyển. Sáng ngày 10 tháng 9, nhiều cơ quan cho nhân viên làm việc tại nhà để tránh nguy hiểm. Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của tại nhiều tỉnh phía Bắc. Riêng thủ đô Hà Nội, khi bão đổ bộ, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, mưa to, gió giật mạnh, cây đổ hàng loạt. Chính vì vậy, UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không có việc gì thực sự cần thiết. Người dân ở yên trong nhà tránh chú bão, nhưng có những người phải làm nhiệm vụ vẫn lao ra đường cứu người mà không nề hà hiểm nguy, vất vả. Đó chính là lực lượng cấp cứu 115 Hà Nội. Giờ đây, khi bão đã tan, họ mới bình tâm kể cho chúng ta nghe đợt cấp cứu nhớ đời vừa qua. Và sau đây, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bác sĩ Trần Anh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. Vâng, thưa bác sĩ Trần Anh Thắng, là trong đợt bão số 3 vừa rồi, thì các anh tiếp nhận bao nhiêu cuộc gọi cấp cứu và các anh đã xuất đi bao nhiêu lượt xe cấp cứu ạ? Thì trong thời gian ngày 7 tháng 9, thì chúng tôi đáp ứng 150 lượt xe cấp cứu, trong đó với gần 2.000 cuộc gọi, tức là cuộc gọi cấp cứu, tức là cái sự trao đổi lại của người nhà, và trong đó thì có 150 cuộc gọi cấp cứu, và đặc biệt là trong thời gian từ 12 giờ trưa đến 0 giờ buổi tối, tối và đêm thì đã có 109 cuộc gọi cấp cứu và lượt xe điều đi trong cái thời gian dông bão ấy, với con số là 150 lượt điều xe đi cấp cứu, là một trong những là cái tiệm cận, gần đến tiệm cận cao nhất của 115, vì là cái thời điểm với bình thường thì chúng tôi chỉ đáp ứng từ 120 đến 130 chuyến xe cấp cứu một ngày thôi, nhưng mà với số lượng là cái thời gian đáp ứng nó nhanh hơn, nhưng mà cơn bão số 3 xảy ra thì chúng tôi đáp ứng 150 chuyến, nhưng cái thời gian đáp một chuyến đáp ứng nó rất dài, nên vì vậy là cái việc mà số liệu là với chúng tôi đó là gần đến tiệm cận đáp ứng của nhiều nhất của đơn vị đấy. Chắc hẳn tối và đêm mùng 7 tháng 9 là cái thời điểm mà cái công tác cấp cứu của các anh gặp nhiều vất vả nhất. Các anh phải đi cấp cứu trong cái thời tiết mưa to, gió giật mạnh và cây đổ bất cứ lúc nào. Đây là những cái thời điểm cấp cứu rất là gian nan đúng không ạ? Đi trên đường và trên xe ô tô thì với cái nguy hiểm đó là gì? Không biết lúc nào cây có thể nó đổ vào người. Thứ hai là lúc mà khi rời khỏi xe mà đi đến nhà bệnh nhân thì cái quãng đường từ xe vào nhà bệnh nhân cũng rất nguy hiểm, vì là lúc đấy thì ngập lụt. Thứ hai là cũng chỉ đi mò mẫn. Thứ ba là gì? Cái thời điểm đấy thì cũng không thể biết được là các vật dụng nó có thể rơi vào người bất kỳ lúc nào, ví dụ như mái tôn, và đặc biệt là trong các cái ngõ sâu hoặc các nhà cao tầng thì những cái chậu hoa có thể bay vào người để gây chấn thương cho ấy, nhưng mà anh chị em thì cũng không ngại, vẫn cố gắng và làm thế nào để giảm thiểu những cái rủi ro đi trên đường đến đi cấp cứu vậy. Thời gian tiếp cận bệnh nhân chắc hẳn là lâu hơn ngày thường rất là nhiều đúng không ạ? Với sự giao thông hiện tại lúc đấy và các cái thông tin liên lạc, đặc biệt là cây cối đổ ngang như thế thì nó có nhiều chuyến xe chúng tôi phải đi tìm đến 3-4 đường mới đi được, và có nhiều chuyến thì chúng tôi phải điều một xe ở chỗ khác gần nhất đến để thay thế cái kíp xe vừa điều đi, vì là không còn đường để đi, và thứ hai là ngập lụt, chúng tôi phải điều một cái xe khác, nên vì vậy cái thời gian tiếp cận bệnh nhân là lâu hơn bình thường là có thể là trong vòng 1 tiếng là tiếp cận bệnh nhân và chuyển bệnh nhân đến viện, nhưng mà hôm vừa rồi có nhiều chuyến phải có nhiều lúc đến 2-3 tiếng mới tiếp cận và chuyển được bệnh nhân đến bệnh viện. Một số bác sĩ điều dưỡng và lái xe của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội chia sẻ rằng là đây là cái đợt cấp cứu nhớ đời của họ. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ điều này với khán giả? Đây là một trong những ngày mà cấp cứu nhớ nhất của đơn vị. Vì nó là một cái mà bình thường thì chỉ ngập lụt và bão gió thôi, nhưng ở đây thì có rất nhiều các nguy hiểm và các cái rình rập đối với nhân viên y tế, thì có thể xảy ra tai nạn bất kỳ lúc nào khi mà trên đường tiếp cận bệnh nhân. Với 115 thì tôi cũng trao đổi lại với cả một số nhân viên mới, thì người ta bảo là thật đây là một cơn
một ngày cấp cứu hãi hùng và rất sợ đối với mọi người, nhưng một số người thì cũng có vẻ là cũng đã quen với cả cái tình trạng này, họ mới đi, họ cũng thể hiện một cái tâm thế đi cấp cứu đây là nhiệm vụ, và cũng nhiều bác sĩ đó là kiểu như là đây là đi cấp cứu vì niềm tin chứ còn không biết là cái việc mà nguy hiểm sẽ xảy ra bất kỳ.